có phòng đi mà. Ê, ngẫu nhiên một cung đó à? Khó khó vẫn khó rồi. Đấy cộng 20 nha, được ném đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 cung, 13 hộp. Mà được 5 hộp B là tỷ lệ cũng được. Nhưng mà nó ra mất 4 hộp cờ re là thế to rồi. Đấy hộp 20. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một video bên game mua S2 trên TV nha anh em ơi. Thì đây. Thì hôm nay bên này nó open ngày đầu tiên rồi. Thì hồi trưa mình có reset reset map rồi. Ngày đầu tiên thì chỉ có reset với lại kiếm win một thôi. Thì nay mình có làm ít cái hộp bên này thì không có boss, không mở boss đồ thì lại phải tự đi chen với lại đi săn, cho nên là chỉ có cái hộp ngọc này thôi. Ngày đầu tiên thì cần kiếm ít trao với lại ít like với ít b để mình xoay game một. Thì hôm nay cái này là cái mốc đây nó có nha anh em mày, mốc 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 nó không có mốc tích lũy, nó cũng có boss ra đồ nhưng mà nó có mấy hộp ngọc này này, thì mình có được lấy đây ba loại. Thì nó có cả cái hộp 10 này, hộp 20, hộp 20 thì nhiều, và cái hộp 30. Thì để mình thử mở xem ngon không nha, tỷ lệ thế nào nha. Thì cái này nó không có chỉ số này luôn. Hộp 10 là 78k W-Coin một hộp. Hộp 20 là 168, còn hộp 30 là 238. Rồi, để mình mở thử xem được gì ngon đấy. Mới vừa bàn mình có máy thanh nhiệm chọn chèo mới đầu cùi. Bản này vừa bàn mình thấy khá là đông, khá đông mà lúc đầu thì còn ép cái sâu mà. Rồi khai mạc ngày đầu tiên server mới, thử xem sao, may mắn hay là đen. Đây mình nhìn đang chơi con sâu nhưng mà mình mở bot lên con này. Đây thì cái cò này là cái set đồ này là cái cò tân thủ nha anh em ra anh web nhập nha. Tân thủ ở dưới phần mô tả có nha anh em ơi, anh em ra anh web nhập. Còn cái vũ khí dòng này là còn là 100k đồng, được thời hạn mà, cái này thời hạn mà. Rồi mình sẽ mở cái hộp ngọc 10 nhất nha, chứ ra B là ngon, B là ngon nhất. Nhưng bây giờ trao với like đang cần, với B đang cần, nhưng mà trao thì kiểu gì nó sẽ ít rẻ đi, là còn B là cần nhất. Rồi cửa re rồi, cửa re là cùi rồi. Rồi ui nha, ngọc kiểu này hắn rồi. Một cục B này. Rồi cục S, S tạm được nhưng mà S giờ nó chưa cần lắm. Rồi cửa re không nó. Bây giờ chỉ cần để xoay win thôi, những cái đồ thì mình cũng chưa có đồ để mình đập lên cho nên không cần ép. Cái này anh em có thể đi lượm cái chai đấy xe lần về anh em bán đây, lấy đúp được quay gì xét. Rồi cờ ra không ở đây này. Hai cung rồi, ép này, mở nhanh có vẻ ngon hơn đấy. Like rồi, chưa cũng trao rồi đấy. Đô bê này, có khi nào trao hiếm không? Ôi bê này, like để con nào. Có phóng viên mà. Ê, ngẫu nhiên một cung đó à? Khó khó vẫn khó rồi. Đến cộng 20 nha, được ném đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 cung, 13 hộp. Mà được 5 hộp B là tỷ lệ cũng được. Nhưng mà nó ra mất 4 hộp cờ re là thế to rồi. Đấy hộp 20 nha. Rồi đây ngon này. Ô cờ re. Rồi like này. B chào. Ô chào bé hiếm rồi. Rồi. Đây đây đây. Ui chào này. Chào nó không cần nhiều lắm đâu. Giờ B ra B nó được cũng chào được không? Ôi đứng cờ re.
Giờ mình cần trao với mình cần bê với thôi. Tại vì trao thì chỉ cần mỗi lần đọc tốn một pin thôi, nhưng mà bê lại tốn nhiều, 4 pin. 4 pin một lần xoay mũi trao, một lần xoay cái kia nữa là 8 pin, hơn 8 pin một lần xoay. Rồi trao này. Bê đi, bê đi, bê đi. Hát này. Bê nào, bê nào. Rồi. Đóng rồi. Cờ re là thế toang rồi. Lai thì còn đỡ, cờ re thế toang. Bê nào. Tiếp bê nào. Chào. B bán này chắc là sẽ có giá thôi. Chào. Nhưng mà cờ rồi. Cờ re thì không có giá, tại bên này nó cũng lên sao nữa. Ngon đấy. Thơm đấy, nhắm nhanh thơm. Ô, ném được, 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 được. Ôi. Đừng có cờ re. Hét này. B. Hét này, được rồi, B này. U. Chào rồi. Ở trong dương hình như đang còn một cục 10 nữa, để mình lấy mình mở luôn. Mình lấy cục 10 mở. À, thằng Long Bắp. Đây. Thế ra đây mở. Thằng Long Bắp đá này chơi ép lúc đầu, thằng đấy nó chơi MG được, nhưng mà chắc về sau nó mới chuyển. Coi nào. B này. Thơm đấy. Rồi. Đứng cửa re. Ôi chào mọi người. B nào. Rồi. Like. B này ra hai con đi. Đóng. Rồi. Như vậy là 32 này, 34, 35, 35 cục 36, 36 cục 20 mà được 2 3 4 5 6, được có 7 cục B thôi. Được có 7 hộp B. Nhưng mà cái này là ngon nhất này. Bây giờ cái boss 30 này là ngon nhất. Nó ra cục 30, nếu mà ra được một lần B là được 30 pin rồi. Coi nào. Ôi chao này. Rồi chào tiếp rồi. Không, lúc đầu đâu cần chào. Ôi giờ nó ra chào không kìa. Cao đâu cần nhiều thế. Rồi. Re. B nào, B nào. Rồi hỏng rồi. Em B đi, xin B, xin B. Rồi like. Toàn là cục 30 có vẻ toàn nha mày. Chơi cục 10 có vẻ là ngon nhất đấy. Cục 10 nó ra được 5 hộp. Rồi S này. Cộng 30 là chưa được cung B, hộp B nào. Rồi lại cờ re. Mua bịch, mua bịch, mua bịch. Lên đề 4 này lạch bằng đi. Cho S rồi. Xin một lần được B. Ừ, thêm một lần nữa. Ồ, và hai được một cung anh em mày. Rồi, được một cung B, hỏng thêm một cung B nữa nào. Rồi, không được một cục luôn anh em mày, bot 30 hơi to. Bot 30 16 bot mà được đúng một cục B này. Tình hình mà mở kiểu này là chắc chỉ mở bot 10 thôi. Bot 20 cũng to. 2, 4, 6, bot 30 được, bot 20 được có 7 thôi. Mà 30 mấy hộp mà được có 7. À, để gom lại có tổng được bao nhiêu nha. Tại vì mình cũng chưa có mở ít nào nên nhắc vào trong đây là biết được bao nhiêu, mỗi loại bao nhiêu thôi. Như vậy là tổng tổng thiệt hại là tổng là được 220 B về ít quá, 260 S. Chào chào về sau bứt phá luôn này. Cũng 30 nó ra chào không à. 380 ba chào. 220 là 240 cờ re này. Cái cờ re này nó chuyển thành B là đẹp quá, cờ re này ít xài lắm. Rồi. Khởi động chỗ này là cũng thấy chưa may mắn lắm. Bên này địch nhiều thể loại lắm à, mà đen đen là to đấy, ăn hành đấy, thấy có nhiều vui mới. Ngày để xem cỡ 3 4 ngày sau mới biết được, chứ còn ngày đầu tiên thì cũng chưa ăn thua lắm. Rồi thì mình sẽ đi xoay vi một. Mình chơi lúc đầu là mình chơi 4 5 con cơ, con nào cũng cần vi một để đi cày đồ. Bên này cái đồ phải đi cày mà, đồ dinh ven phải đi cày hết. Cho nên là phải có win 1 cài đồ ở trên Ikarus mà, phải lấy có win 1 đi lên.
Thì đấy mình quay một xong xong đi cài đầu cho anh em xem nha. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em video tiếp theo nha. Các bạn thì cũng không đen lắm nhưng mà thấy cũng không hên. Không biết anh em có ai mở thì đừng có mở bot 30, mình thấy mở bot 30 to lắm. Các bạn người nha, gặp lại anh em video tiếp theo nha. Bye.